Xin kính chào quý cô chú anh chị, em bên nhà đất Phạm Duy. Và ngày hôm nay em về Xuân Đông chợ gạo Tiền Giang để quay cho cô chú anh chị xem một căn nhà cấp 4 được xây trên nền đất ngang 10 dài 18 mét. Thì ranh giới của mình đã có hàng rào bao xung quanh nhà hết rồi. Vị trí từ cây cột bên đây sang bên đây là mặt tiền được 10 mét. Và đường trước nhà là đường 3 mét, xe ô tô 7 chỗ vào tới nhà. Dẫn chứng là có cái chiếc xe 7 chỗ đang ở trước nhà mình là luôn nè cô chú anh chị ơi. Trước nhà mình thì trồng rất là nhiều dừa và view kênh sông, thành ra là không khí trong lành và mát mẻ, thích hợp cho cô chú anh chị mình về đây để nghỉ dưỡng hoặc là định cư sinh sống lâu dài. Nhà của mình giá chỉ có 500 triệu thôi, mà chiều ngang được tới 10 mét, sâu vào là 18 mét. Nó cũng giống như là hai lô đất rồi, mà giá chỉ có là 500 triệu. Trên đất lại có một căn nhà xây cực kỳ kiên cố, coi như là mua lô đất được tặng căn nhà, giá quá là rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Và giá này là giá chốt luôn, chủ nhà sẽ bao thuế phí giấy tờ cho mình và không có bớt cho mình đồng nào nữa nha cô chú anh chị, là giá chốt rồi. Vì hôm trước á, là tụi em cũng có quay rồi, bán giá là 750, bây giờ giảm sâu là 500 là giá chốt luôn. Nhà mình thì gồm có một sân trước nè, một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà bếp và một nhà tắm. Cô chú anh chị thấy như vậy thôi chứ mình tô sơn lên á là cực kỳ là mới và đẹp luôn. Nhà mình thì cô chú anh chị thấy đó, có rất là nhiều dụng cụ cá nhân, đồ đạc gia dụng, thì chứng tỏ căn nhà này là gia chủ xây để ở sống định cư lâu dài, mà không ngờ là bể nợ, bây giờ phải bán gấp. Địa chỉ căn nhà của mình á là ở ấp Tân Thuận, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Diện tích là 171 m², hiện trạng là đất trồng cây lâu năm. Cô chú anh chị nào mà muốn lên thổ á, thì sau khi chuyển nhượng sang tên, bên em sẽ hỗ trợ lên thổ cho mình luôn ạ. Nhà mình thì ở hướng chánh nam và cách thành phố Mỹ Tho là 4 km, cách bến phà Xuân Đông là 2 km, cách thị trấn Chợ Gạo là 7 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, cô chú anh chị mình về đây thì tầm khoảng 75 km ạ. Thì căn nhà này tụi em cũng có đăng bên TikTok á, thì có rất là nhiều lượt view và khách gọi điện thoại cũng rất là nhiều. Thì cô chú anh chị nào mình thiện chí nhanh tay á, mình có duyên với căn nhà này thì mình chốt sớm nha. Pháp lý thì rõ ràng, sổ hồng cầm tay rồi, nên cô chú anh chị mình thiện chí có thể công chứng ngay trong ngày luôn ạ. Video của em đến đây là hết rồi. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều nhà đẹp đất rẻ mỗi ngày. Ngoài ra thì bên em có nhận quay video, quay bán nhà đất, làm dịch vụ quay video để chạy quảng cáo bán nhà đất nhanh cho cô chú anh chị. Và cô chú anh chị nào mình muốn ký gửi nhà đất thì cứ gửi trực tiếp cho em. Còn nếu mà muốn quay video thì tụi em sẽ quay cho cô chú anh chị mà không có lấy tiền môi giới nha. Cô chú anh chị nào muốn tìm nhà đất theo yêu cầu thì liên hệ tụi em luôn nha. Video của em đến đây là hết rồi. Kính chúc quý cô chú anh chị mình dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.